kênh YouTube Cây Giống Bồ Kết xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả các bác, các anh, các chị. Trong video ngày hôm nay, em Dương sẽ giới thiệu với các bác hai dòng bồ kết, đó là cây bồ kết thực sinh và cây bồ kết ghép các bác nhé. Hai dòng này bây giờ thì đang được ưa chuộng và mọi người đang trồng rất nhiều, em thấy trồng rất nhiều. Nhưng một số mọi người không biết đó là cái cây bồ kết thực sinh này thì là tỷ lệ ra quả của nó rất kém. Cây bồ kết thực sinh nó chỉ ra quả được khoảng 30%, các bác nhé. Mình muốn ra quả được 100% thì mình phải trồng cái cây bồ kết ghép này. Bởi vì cái mắt ghép bên cái cây bồ kết ghép là bên em đã cắt từ các cây nó ra quả rồi. Còn cây bồ kết thực sinh này nó sẽ bị thái hóa rất nhiều. Đấy, tỷ lệ các bác trồng rồi thì cũng biết tỷ lệ nó trên 70% là không ra quả, là cây đực các bác nhá. Đấy, đối với các bác, một số bác đã trồng rồi thì mình nên tận dụng, mình ghép lại chứ không nên chặt đi, bỏ đi nó cũng phí. Mình cắt cành xong mình ghép lại thì nó sẽ ra được quả nha các bác nhá. Nhưng các bác cứ để như thế thì nó sẽ không ra quả. Sau đây xin mời các bác đi theo em, đi theo chân em xem cái cây bồ kết em trồng cách đây 4 tháng. Bác nào theo dõi em qua kênh Nguyễn Thái Dương Bồ Kết thì cũng có biết cái cây này, ngày em trồng em cũng có quay video này lên. Và đến bây giờ nó được khoảng 4 tháng, cây thì cũng cao vượt đầu người em rồi. Như bác thấy thì cây toàn bộ từ phần mắt ghép trở lên nó không có gai em nhé. Từ phần mắt ghép trở lên không có gai. Và từ mắt ghép trở lên bên dưới, xuống bên dưới thì nó là phần thực sinh thì nó có gai. Còn từ mắt trở lên thì không có gai. Đây là cái cây em đã trồng được gần 2 năm. Cây này thì đã ra hoa rồi các bác nhá. Cây này em trồng đã ra hoa rồi. Nhưng mà em tiến hành cắt đi và cây này em sẽ cho thu hoạch vào sang năm thứ 3 em sẽ cho thu hoạch. Cây này em đang trồng được đến giờ này được 18 tháng thì sang năm thứ 3 thì em sẽ cho thu hoạch cây này. Thì dự kiến là cây nó cũng sẽ to bằng cây vải đấy. Đấy, tất cả các cây bồ kết ghép đều không có gai. Ở chỗ nào ghép có gai thì em không biết, nhưng nhà em làm thì từ trước đến giờ là chưa cây ghép nào có gai cả các bác nhá. Bởi vì là những cái mắt ghép chuẩn thì nó sẽ không có gai đâu ạ. Đây các bác này, thân rất chi là nhẵn này. Nhẵn nhụi thì không có gai này. Nhiều bác cũng nói trêu bảo về mang về cây về trồng để làm hàng rào nhưng cây nó không có gai đâu các bác. Và đây là một cây bồ kết đực. Em sẽ quay cho bác xem cái cây bồ kết đực. Đây là một cái minh chứng của cái cây bồ kết đực. Đây là một cây bồ kết thực sinh, không phải là cây bồ kết ghép. Thì có bác hàng xóm bác cũng trồng. Cây này bác trồng được hơn 4 năm rồi các bác nhá. Em quay cho bác xem luôn cái chùm hoa. Đấy, cây bồ kết thực sinh, cây bồ kết đực nó ra rất nhiều hoa, nhưng mà sau đó là nó lụi đi và nó rụng hết, nó chơi cái cuống ra như này, nó không đậu quả nhau nhá. Đây là những cái chùm hoa của nó nhưng mà không có quả nào luôn. Những cái video em quay trước thì bác xem thì cũng thấy rất chi là nhiều cái cây bồ kết lép khi nó đã đậu quả thì nó đậu ngay. Và thân cây bồ kết thực sinh thì rất nhiều gai này bác này, nó rất nhiều gai, thân rất to nhưng vẫn rất nhiều gai. Đấy, để có được những cây bồ kết size đẹp như thế này thì các bác là em khuyên các bác là lên trồng cái cây bồ kết ghép các bác nhé, thu hoạch được ngay và mình cũng không phải chờ đợi. Đấy, qua kênh YouTube thì cũng muốn chia sẻ tới tất cả các bác, các anh, các chị. Em có để cái số điện thoại bên góc phải màn hình, sẵn sàng giao lưu chia sẻ với tất cả các bác, anh, các chị trên mọi miền tổ quốc. Và nhà em cũng có bán giống cây giống bồ kết, bác nào ủng hộ thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại bên góc phải màn hình. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các bác đã xem hết video và các bác đừng quên ủng hộ em bằng một lượt đăng ký kênh. Xin chào tất cả các bác.